Người ta nói là khi mà đến với nhau là tình đẹp như mơ, mà khi về với nhau người ta hay gọi là tỉnh mộng hoang đường. Thì có bao giờ mà Bu cảm thấy sụp đổ về mọi thứ với anh Tiên không? Thì dĩ nhiên rồi, con người thì nó sẽ có những cái cảm xúc, vui thì cũng vui, buồn cũng buồn, giận cũng có giận. Tình yêu mà đâu thể nào mà lúc nào cũng vui không. Cũng có những lúc giận hờn, cũng có những lúc anh Tiên làm em buồn. Thì buồn thì buồn thôi, chứ nói với sụp đổ thì chưa có. Tại vì anh Tiên chưa bao giờ làm em giận lâu cả. Em giận khoảng, ví dụ như hai người giận nhau khoảng tiếng đồng hồ, xong cái tự làm lành cái hết. Dạ, cho nên là cái thời gian sụp đổ thì không có, chưa đến nỗi sụp đổ, chỉ là cảm giác buồn nhưng mà thôi. Cái tính xấu nào của anh Tiên làm Bu cảm thấy bực bội nhất? Anh Tiên thì tính xấu nhiều lắm, nhưng mà những cái tính xấu đó em cảm thấy nó đáng yêu, cho nên là em cảm thấy là không có gì xấu hết. Chỉ có điều là anh Tiên hơi chậm chạp nè, nhưng mà cái sự chậm chạp nó cũng dễ thương vào cái ngoại hình nên thấy thương. Không đến nỗi đáng trách, đúng không? Đúng rồi. Dạ. Rồi hoặc là anh Tiên hay quạo. Nhưng mà cái quạo của anh Tiên nó quạo nhanh, hết nhanh lắm. Từ quạo 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 lên cái hết liền. Kiểu vậy. Thật sự là khi mà trao đổi với Buka xong cảm thấy đây là một gia đình như mơ đó mọi người. Thế là anh Tiên không phải. Giấc mơ của anh như thế nào? Nãy anh cũng nói rồi, anh quen Bu là một cái điều gì đó may mắn đối với anh. Thật sự ra Bu rất là hiểu anh. Lại giống như Bu nói cái thế, tại Bu nói thẳng thôi chứ tính anh thì rất là nóng, nhưng mà kể từ ngày anh quen Bu anh bớt rất là nhiều. Để mà gọi là sụp đổ thì anh Bu xưa giờ chả làm gì, thật sự anh chả bao giờ anh ghen gì Bu, tại anh biết Bu rất là đàng hoàng, cho nên là lại Bu không có gọi là lăng nhăng là gì hết á, cho nên là anh rất là tin Bu cũng tin anh vậy đó, cho nên không có gì gọi là sụp đổ. Bây giờ cái này mới quan trọng nè, anh Tiên là đạo diễn, và khi mà Bu đến với anh Tiên tất cả mọi người đều nói là thế nào Buka cũng sẽ có một cái sản phẩm đỉnh cho mình. Tại vì anh Diệp Tiên đã làm ra rất nhiều sản phẩm đỉnh. Thế thì anh đã làm gì cho Buka? Anh chưa làm gì luôn. Thế thì người ta hay nói là một nhà không thiên, có phải như vậy không ạ? Đúng là anh với Bu có thể là yêu nhau, thương nhau. Có thể là anh có thể nhịn Bu so với người khác. Nhưng mà thật sự khi mà vô công việc á, cái tính anh với lại Bu lại không hợp. Cũng có nhiều lần ngồi với nhau để mà bàn cái công việc mà anh làm đạo diễn với Bu, nhưng mà chừng 2-3 phút mà gây lộn. Nhưng mà thật sự ở đây nó là gì nè, tại vì thế mạnh của anh á, em làm việc chung anh em cũng biết là thế là mạnh của anh là làm việc là nam. Có nghĩa là cái sản phẩm của anh á, thí dụ như cái vai chính là bạn nam, hay là cái tiểu phẩm á, nó mang cái tính là nam nhiều hơn nữ. Nghĩa là cái diễn xuất của bạn nam cũng như là cái thể hiện nhân vật của bạn nam á, nó sẽ nhiều hơn là bạn nữ. Còn anh thì anh không có mạnh về dàn dựng cho phái nữ. Nó là vậy, nó mâu thuẫn với nhau. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Tại vì anh Tiên thì cái công tác đạo diễn của ảnh là anh phải làm cho nó tròn trịa, nó phải nhiều hơn. Và khi mà một cái kịch bản nào đó thì cái nhân vật nam á, trong cái kịch bản của anh Tiên lúc nào cũng hay hơn. Còn khi mà tự nhiên kêu nhờ làm sản phẩm, anh ơi em làm giùm em cái này đi, anh suy nghĩ em này kia, tự nhiên suy nghĩ giùm cho anh ta á, cái vai em không có gì hết trơn á, thì em phải góp ý chứ. Tại cái vai mình không có gì hết thì mình phải góp ý, mình nói à em không thích, em muốn cái vai em nó phải như vậy nè, nó phải có những cái chỗ diễn như thế này để mình thể hiện cái khả năng diễn xuất của mình. Thì anh mới nói là không, cái chỗ này nó mới hay, cái bên này nó mới hay. Thì em lại nói là cái bên này nó hay. Thì cho nên là bắt đầu quan điểm về cái chuyện trong công việc như vậy, cho nên là hai đứa không thể nào mà làm chung một sản phẩm được. Nghe khổ quá ha. Thật sự là nghĩ mà người ta nghĩ bên ngoài, người ta nghĩ là khi mà Buka mà ở bên cạnh Diệp Tiên rồi thì thế nào cũng sẽ sự nghiệp thăng tiến rồi theo cái đường của chồng mình, nhưng mà ai ngờ là mỗi người tự đi hướng luôn. Anh Tiên ở nhà mà em thấy anh Tiên á, lâu lâu anh Tiên giận, không có nhiều khi đi nói chuyện với anh Tiên, Tiên giận Bu lắm. Cái điều gì của ở Bu mà làm cho anh giận nhất? Nói chung là anh hơi bị chậm, còn bả thì cái gì bả cũng nhanh á, cho nên nhiều khi bả ra ngoài nhà rồi mà anh còn trong nhà anh là sao lâu quá vậy, là anh thấy nào nói chung là cái gì bà cũng hối hả đó. Đây nè, không phải là hối hả, em nói cho rõ luôn là có nghĩa là thường á đàn ông là phải chờ phụ nữ chỉnh trang, làm tóc, trang điểm đồ các kiểu, thay quần thay áo, sắm sửa sẽ lâu hơn đàn ông khi mà bước ra đường. Nhưng gia đình em ngược lại, mỗi lần em xong hết tất cả mọi thứ em ngồi đó là anh Tiên bắt đầu sàn xê, đi lấy nước hoa, đi lấy đôi giày, đi chải cái tóc, đi thay cái áo hay cái gì đó, anh Tiên sẽ làm hoài và không xong. Cái bắt đầu gấp quá cái bị quạo, chỉ đơn giản vậy thôi. Không, cái này là cái tính lâu của anh Tiên là hồi nào giờ em biết rồi. Quý vị khán giả ơi, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu với khách mời của chúng ta.
Và câu hỏi đầu tiên, xin mời bạn. Em có thông tin là anh chị sẽ tải cưới nhau vào năm vừa rồi, nhưng mà bước sang năm mới mà em vẫn chưa thấy anh chị cưới thì khi nào thì anh chị sẽ cưới ạ? Trời ơi, một câu hỏi rất hay. Đúng rồi, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Và thật sự là cũng không biết là từ đâu mà có một cái thông tin là năm vừa rồi, là Buga với Diệp Tiên đám cưới cuối năm vừa rồi. Và rất là nhiều người hỏi luôn, thậm chí là có người là tài trợ đồ cưới nè, tài trợ trang sức, đồ này kia, gọi liên hệ các kiểu. Cái xong cái Buga mới nói, ủa em chưa lấy chồng, tự nhiên sao gả em vậy? Em cũng không biết thông tin đó từ đâu. Cho nên là đính chính là một lần nữa là Buga với Diệp Tiên là chưa có cái ngày xác định, cũng như là chưa có khoảng thời gian xác định để mà dự tính là cái đám cưới. Nhưng mà đám cưới thì chắc chắn sẽ có anh hả? Tiết lộ với bạn luôn, họ chưa có cưới nhưng mà họ xưng hô với nhau là gì ở nhà ta? Ba. Mẹ. Ba với mẹ. Và con của chúng ta là ai? Hai con chó. Rất là dễ thương luôn quý vị. Thật sự lúc đầu á, như cảm thấy ủa sao kỳ vậy ta, kêu ba mẹ làm sao, ai ngờ ở nhà anh chỉ nuôi chó đó, cái ba với mẹ con ở nhà nuôi gì đó, tự sống cuộc sống ảo hôn nhân vậy là. Rồi tiếp theo, xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, chị có thường xuyên nhõng nhẽo với anh Diệp Tiên hay không, và anh Diệp Tiên sẽ làm thế nào khi chị Buka nhõng nhẽo ạ? Thật sự ra thì Bu thì hay nhõng nhẽo. Đúng rồi, Bu hay nhõng nhẽo. Anh muốn ăn cái gì á, cái gì đại khái vậy á, cái kiểu cái vậy á. Ủa anh, em làm rất dễ thương luôn, anh làm thấy ghê lắm luôn á. Thôi làm đi. Anh, em muốn ăn cái gì hả? Đó, cái dễ thương không? Ốc bát em nổi lên hết trơn. Nó nhõng nhẽo với anh, nó còn nhõng nhẽo với em nữa, em sợ lắm. Thì đó. Sao? Và mỗi lần như vậy thì anh như thế nào, bạn hỏi kìa. Thì anh cũng chiều em chứ sao. Trời ơi. Thật sự ra hồi đó nha, anh men lắm. Anh men lắm. Hồi đó anh men lắm. Kể từ ngày anh quen mà Bu, anh thấy anh thiếu nhi hơn. Ghét quá.